ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Riêng cờ bạc không phải là thứ để cho chúng ta liều. Anh tặng chú một câu: cờ bạc người chơi là người thắng, người không chơi là người không bao giờ thắng. Chơi em. Dạ anh.